quốc hội là mình thế hai quốc hội giật. Đây tại Vinh phụ thủ tôi chủ tịch. Không. Ngay tại Vinh phụ tịch ngày 13 tháng 11. Đây tại Vinh phụ thủ tôi chủ tịch. Không. Ngay tại Vinh phụ tịch ngày 13 tháng 11. Chị ở đâu vậy? Chị ở đâu mà ăn quan sai? Nói lớn lên. Làm sao? Tòa án tối cao lấy cái án tử hình Nguyễn Văn Trưởng 8 năm rồi. Chúng tôi đi kêu mà chưa được. Hết chỗ nào đun đẩy chỗ kia. Con đây con trai Nguyễn Văn Trưởng này, nó bé con này phải đi kêu án bố đây. Thì các bác các chú xem được cái này có được không? Nhà nước Việt Nam làm cái này có được không? Công lý ở đâu? Chúng nó là một đồ ăn cướp. Muốn chết ai thì giết, muốn cướp nhà ai thì cướp, muốn lấy đất của ai thì lấy. Thử hỏi xem cái nhà nước này có tồn tại được không? Thay đổi chế độ đi. Dân chúng tôi khổ lắm rồi. Không còn gì để mất nữa rồi. Ba con cô bác nhìn xem cái cảnh. Bé con mới 8 tuổi học năm 2 bỏ học thì kêu lên kêu ba cho bố. Đi đâu là con ăn săn đến đây, đuổi đây. Nó như săn người ảo ăn, còn hơn săn tội phạm. Tội phạm ơn chúng nó sao không có săn. Nhưng mà săn đuổi người oan này là săn luôn cái đêm. Đi đâu nó đuổi đây. Đi đâu chúng nó chứa đây. Mình, ba người tôi là bao nhiêu con ăn đi vây đuổi. Không có đổi đơn, lộn chỗ này đẩy đánh chỗ khác. Đun đẩy cho nhau, từ chết trong dưới, dưới này đun lên trên. Cháu tôi đây này nó nghèo phải bỏ học ra. Để đi kêu ăn bố đây. Thử hỏi xem đi. Công quyền ở đâu? Công bằng văn minh xã hội ở đâu? Cái lũ này lũ tham quan, muốn giết ai thì giết, muốn cướp nhà ai thì cướp. Không còn đâu là pháp luật đâu rồi. Cái nổi gì nó cũng là chung quốc.
yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam trả lương tiền mọi người cho dân vàng Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, chúng ta có đúng nội dung thì tư vấn đúng không ạ? Thông báo sai là tư vấn sai. Bây giờ bảo 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 b